Mời bạn theo dõi bộ truyện báo ân cái đầu ngươi của tác giả sữa chua be be. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 48, kết cục mị. Pháp Hải đi rồi, hứa tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, hai người nhìn nhau, cuối cùng nở nụ cười. Đi, về nhà thôi, sĩ Lâm cùng Tiểu Thanh còn đang chờ chúng ta. Bạch Tố Trinh kéo tay hứa tiên, nhẹ giọng nói. Ừ, về nhà. Hứa tiên mỉm cười gật đầu. Bắc Hải Long tộc lơ lửng trên mặt nước, nhìn hai người, trong lòng Bắc Hải Long vương tất nhiên chấn động không cần phải nói. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, hắn chán trường thở dài. Phụ vương, bọn họ, Bắc Hải tam thái tử vẻ mặt phẫn hận, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Câm mồm, nghịch tử, nghịch tử, Bắc Hải Long vương tức giận, ngươi còn thấy không rõ tình thế trước mắt sao? đại ca cùng nhị ca ngươi chết một lần tuyệt không oan. Bắc Hải nhị thái tử giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ bả vai tam thái tử, cười khổ nói, hứa tiên kia chẳng khác nào nữ nhi của Như Lai Phật Tổ, chuyện cho tới bây giờ, để còn chưa rõ sao. Bắc Hải tam thái tử kinh ngạc há to mồm, một hồi lâu nói không nên lời. Hôm nay, đại ca cùng nhị ca của ngươi cũng không có chuyện gì, mà Bắc Hải thần dân cũng không chuyện gì, còn có cái gì để so đo nữa? Bắc Hải Long Vương cũng cười khổ, lắc đầu, sau đó ngụp xuống biển, hồi Long Cung. Không phải không muốn so đo, mà là căn bản không dám so đo. Đại ca tự ý hiện nguyên hình, không có ý chỉ thiên đình tùy ý làm mưa, hiện tại chịu phạt cũng là gieo gió gặt bão. Đi thôi, nhị thái tử lòng tựa như gương sáng, khuyên tam thái tử còn đang ngần người một câu, cũng lặn xuống biển, hồi Long Cung. Nhị ca, chờ ta một chút, Tam thái tử vội vàng theo ở phía sau. Trên, Dương Thiền xoa gáy còn có chút đau, tức giận nhìn Nhị Lang Thần đứng ở bên cạnh. "Được rồi, tiểu muội, đừng nóng giận mà." Nhị Lang Thần dỗ Dương Thiền. "Nhị ca, huynh đã sớm biết, có phải hay không?" Dương Thiền tức giận chất vấn. "Phải, Nhị Lang Thần dứt khoát khẳng định." "Huynh là lúc nào thì biết?" Dương Thiền vẫn rất tức giận từ lúc muội nói mùi trên người hứa tiên rất dễ chịu thì huynh liền hoài nghi nhị lang thần lúc này nói hết toàn bộ sau lại khẳng định nàng chính là giọt máu trong tim như lai phật tổ biến thành nhiều năm trước chẳng qua sau đó nàng lại gặp phải sự cố hồn phách rời đi dị giới sự cố dương thiền mở to hai mắt hỏi tiếp sự cố gì có liên quan đến văn khúc tinh quân văn sương tinh không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người đáp một câu. Các huynh đều biết, sao muội lại không biết, còn không nói cho muội biết nữa chứ, đáng ghét. Dương Thiền bị chọc tức. Bây giờ không phải là đang nói cho muội biết sao, nhị lang thần lấy lòng cười cười. Văn Sương Tinh cũng cười, nhị lang thần đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng lại là một người cuồng sủng muội muội. Đối với tiểu muội nhà mình, hữu cầu tất ứng, xin gì được nấy, sủng nịch vô cùng nhanh nhanh một chút nói cho muội biết dương thiền ngồi xuống chuẩn bị tư thế lại lườm văn xương tinh huynh mau nộp ra hai chai rượu hoa đào cống cho muội thì muội bỏ qua cho huynh văn xương tinh một đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười tay mở ra trên tay trống rỗng xuất hiện hai chai rượu hoa đào đưa cho dương thiền dương thiền lúc này mới không chu môi nữa năm đó như lai phật tổ cùng kim thiền tử tranh luận xoay chung quanh cũng chỉ một chữ tình. Nhị lang thần thanh âm mị hoặc chậm rãi cúi đầu nói ra, ai cũng không thuyết phục được ai. Cho nên, như lai Phật tổ dùng một giọt máu trong tim của mình để nghiệm chứng. Cho nên có hứa tiên. Khi đó nàng không gọi là hứa tiên, còn chưa có tên. Sau khi chuyển thế, ngây ngốc qua mấy kiếp, trong đó có một kiếp chuyển thành tiểu mục đồng, cứu tiểu bạch xà kia. Duyên phận là vào lúc đó mà kết, văn xương tinh tiếp tục vậy chuyện của văn khúc tinh quân là sao tại sao văn khúc tinh lại muốn hạ phàm làm nhi tử hứa tiên dương thiền vội vàng hỏi có một kiếp văn khúc tinh xuống trần gian nhưng gặp phải thượng cổ thú giữ sau khi chiến đấu kiệt sức hứa tiên vì cứu hắn lại bị thượng cổ thú giữ ăn văn sương tinh dù gì nói sau đó văn khúc tinh cho là hứa tiên hồn phi phách tán vẫn không bỏ xuống được lúc nào cũng buồn bực không vui tiếp đó gặp lại hứa tiên, hắn nhận ra hứa tiên. Dương Thiền chợt hiểu ra, khó trách văn khúc tinh quân đối với hứa tiên thái độ kỳ quái như vậy, còn tặng tường vân chân quý như thế làm lễ vật. Thật ra thì hứa tiên không có hồn phi phách tán, mà là đi sang thế giới khác. Sau lại bị kim thiền tử đem hồn phách kéo về, nhị lang thần tiếp lời, nàng không phải là người phàm, cho nên muội mới cảm thấy hồn phách của nàng mùi vị rất dễ chịu. Nói nhảm, đây chính là tương đương với con của Như Lai, mùi vị đương nhiên dễ chịu rồi. Nhưng là vì bọn họ tranh cãi thiếu chút nữa làm cho Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đều hồn phi phách tán, thật đáng ghét. Dương Thiền căm giận bất bình. Này chuyện của Bắc Hải Long tộc, cũng không phải là Như Lai Phật tổ cùng Kim Thiền tử thiết kế. Nhị Lang thần lắc đầu, muội muội này của hắn cứ luôn thẳng thắn như vậy. Nếu tiếp tục như thế mãi, cũng không phải là chuyện tốt a à, không phải sao dương thiền có chút sừng sốt đương nhiên là không phải văn sương tinh giải thích bắc hải long tộc đại thái tử tại sao lại tìm bạch tố trinh gây phiền toái cũng chỉ bởi vì kẻ thù của bạch tố trinh nên mới tìm tới hắn thôi nói đến nói đi là bạch tố trinh tự mình gieo xuống nhân rồi sau đó gặp quả mà như lai phật tổ cùng kim thiền từ chẳng qua chỉ để cho tên hòa thượng pháp hải kia ra mặt bức bách hứa tiên tự mình lựa chọn mà thôi Dương Thiền cách hiểu cách không, sau đó dùng lực lắc đầu, mặc kệ, dù sao hiện tại hứa tiên không có chuyện gì là tốt rồi. muội muốn đi thăm hứa tiên, không cùng các huynh tán dốc nữa. Dương Thiền nói xong, triệu hồi tường vân, vội vàng hạ giới. Nhị lang thần nhìn bóng lưng Dương Thiền, bất đắc dĩ, cười cười. Văn xương tinh nhưng lại thở dài, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Thôi, duyên phận trời định, văn khúc tinh cùng hứa tiên gặp nhau muộn màng nhị lang thần tự nhiên biết văn sương tinh than thở cái gì mở miệng khuyên can văn sương tinh nhàn nhạt cười đúng vậy a à, duyên phận nếu là văn khúc tinh gặp hứa tiên trước bạch tố trinh hết thảy còn rất khó nói nhị lang thần vung trường thương lên áo trò màu bạc tung bay theo gió xoay người cúi đầu bỏ lại một câu cũng do một chữ tình ngay sau đó đi xa câu nói kế tiếp cũng nghe không rõ nữa. Văn Sương Tinh nhìn bóng lưng nhị lang thần khuất dần, một đôi mắt hoa đào mị hoặc cũng không còn ý cười. Nhị lang thần hăng hái, như hắn, chuyện xưa sau lưng, người nào mà không biết đây. Còn mình thì, Văn Sương Tinh trong lòng có chút khổ sở, thu hồi tầm mắt, cũng xoay người rời đi. Sau khi hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh thành tiên, cũng không tới thiên đỉnh báo cáo, mà trở thành tán tiên, thần tiên phân tán kiểu như không thường trực trong quốc hội ế bằng. Thiên đình cũng không cho người xuống quản xem bọn họ làm khỉ gió gì. Bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn, như cũ ở tại Cô Tô. Đảo mắt 9 tháng đã trôi qua. Lạnh, lạnh, sao, tiểu sĩ lâm nốc ních như cục thịt đã có thể mơ hồ nói mấy chữ không rõ lắm. Mẹ bị bé đa thành lạnh, ngồi ở trên giường, một đôi tay mập mạp nhỏ nhấn, đưa về phía hứa tiên, muốn hứa tiên ôm sao, lạnh trong tiếng Trung đọc là, lương, con mẹ đọc là, nương. Sĩ Lâm, tự đến đây nào, hứa tiền đung đưa con cọp nhỏ bằng vải trong tay, đùa với tiểu sĩ Lâm. Tiểu sĩ Lâm thấy thế, cũng hì hục bò về phía hứa tiên. Bất quá thân thể nhỏ bé tròn vo kia, thoạt nhìn cũng không giống như đang bò, mà giống như đang lăn. Hứa tiên, hứa tiên, phía ngoài truyền đến giọng nói hưng phấn của Dương Thiền. Dương Thiền cách năm ba ngày lại chạy đến tìm hứa tiên chơi, thuận tiện trêu chọc tiểu sĩ Lâm. Bình thường là đem tiểu sĩ Lâm chọc cho oa oa khóc lớn, sau đó hứa tiên phải dỗ mãi mới thôi. Dương Thiền sư phụ, hứa tiên quay đầu liền thấy Dương Thiền vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Hứa tiên, tiểu bạch xà hôm nay không có ở đây hả? Dương Thiền nhìn quanh bốn phía, không phát hiện thân ảnh bạch tố trinh, cũng có chút kỳ quái. Tiểu bạch xà nhỏ mọn này, dường như mỗi thời mỗi khắc đều coi chừng hứa tiên cùng tiểu sĩ Lâm, hôm nay làm sao lại không thấy bóng dáng đâu. Tiểu Bạch đi trấn giang mang lễ vật cho tỷ tỷ ta. Hứa tiên ôm tiểu sĩ Lâm vào trong ngực, hôm nay lại không chọc tiểu sĩ Lâm khóc nữa sao. Hắc hắc, Dương Thiền có chút không ý tốt cười cười, lúc này mới nói, biết rồi, biết rồi. Đang lúc nói chuyện, Bạch Tố Trinh đã trở lại, vào nhà liền thấy Dương Thiền chừng mắt nhìn. Hắn không thèm nhìn Dương Thiền, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Tiên, ôm tiểu Sĩ Lâm trong ngực Hứa Tiên. "Cha, cha." Tiểu Sĩ Lâm gọi cha vô cùng rõ ràng, một đôi tay nhỏ bé mũm mĩm nắm cổ áo Bạch Tố Trinh không buông. Bạch Tố Trinh lộ ra nụ cười, tiểu Sĩ Lâm kề sát vào mặt Bạch Tố Trinh, bẹp một ngụm nước miếng hôn lên khuôn mặt hắn. Nụ cười trên mặt Bạch Tố Trinh lại càng sâu. Dương Thiền nhìn Bạch Tố Trinh cười ngây ngô giật giật khóe miệng, trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Cảm thấy Bạch Tố Trinh cũng có lúc nhìn ngu như vậy, nếu so đo thì thật mất thân phận. Tỷ tỷ cùng tỷ phu thế nào? Tiểu chất nữ, cháu gái nhỏ thì sao? Hứa Tiên hỏi, đều rất tốt, rất nhớ nàng, nói chờ Sĩ Lâm lớn một chút thì mang về thăm. Bạch Tố Trinh ôm tiểu Sĩ Lâm hoàn toàn giống cục thịt nhỏ, mỉm cười nói. Tiểu thanh xà kia đâu, làm sao không thấy? Dương Thiền thuận miệng hỏi. Tiểu Thanh đi Tây Hồ tìm con cua nhỏ rồi. Hứa Tiên nháy mắt, Dương Thiền không hỏi còn tốt. Vừa hỏi Hứa Tiên mới cảm thấy số lần Tiểu Thanh đi tìm bé cua có phải hay không quá nhiều đi. Tiểu Z kia đâu? Dương Thiền chợt nhớ tới thằng mốc lăng Tiểu Z kia, còn có Tiểu Long nữ nữa. Nga, hai người bọn họ à? Hứa Tiên vừa nói đến hai người này liền cười lên, hai người này đính hôn rồi. Wow, đính hôn rồi. Đông Hải Long tộc đồng ý, Dương Thiền thất kinh. Ta cũng rất bất ngờ, hứa tiên gật đầu, nhưng là Đông Hải Long tộc quả thật đồng ý. Ta lúc trước còn tưởng rằng Đông Hải Long tộc sẽ làm khó tiểu giết, hết sức phản đối cửa hôn sự này. Dù sao Đông Hải Tam Thái Tử cùng chuyện của Na Cha làm cho hứa tiên đối với Đông Hải Long tộc không có hào cảm gì. Quả thật làm cho người ta bất ngờ nha, Dương Thiền cũng cảm thán. Tiểu dết nói lúc đầu mấy ca ca của ngao thanh cũng làm khó hắn, nhưng toàn bộ đều bị ngao thanh áp đảo. Hứa tiên vừa nói vừa cười, bọn họ có thể tưởng tượng được khí thế triển khai hết cỡ của ngao thanh là bực nào lợi hại. Hình mẫu ngự tỷ ban đầu đã xuất hiện, ngao thanh tiền đồ vô hạn A. À. Tiểu long nữ cũng không tồi, dương thiền gật đầu, đáng tiếp A, à, chỉ tiện nghi cho cái tên đần kia thôi. Hứa tiên cười không nói oán niệm đối với nam nhân của dương thiền rốt cuộc từ đâu mà đến thủy chung vẫn là bí mật phải nói là đối với nam nhân có oán niệm rất lớn đối với văn khúc tinh tiểu thanh nàng không có oán niệm gì nhưng là đối với bạch tố trinh tiểu Giết, nàng đều là một mực chấp nhất dương thiền ở lại ăn cơm trưa rồi mới vuốt cái bụng tròn vo trèo lên tường vân trở về bạch tố trinh ở phía sau đóng vịt cửa lại hứa tiên ôm hứa sĩ lâm nhìn hành động này của hắn không khỏi mỉm cười tiểu bạch dương thiền chính là trẻ con huynh cùng nàng so đo làm gì bạch tố trinh hừ lạnh một tiếng xoay người đem hứa tiên cùng hứa sĩ lâm kéo vào trong ngực có đứa trẻ nào bụng giả khó lường như vậy sao luôn muốn phá hư tình cảm của hắn và hứa tiên trước kia không nói hiện tại đều đã sinh hài tử rồi còn như vậy cũng không ngại phiền sao nhìn bộ dạng trẻ con của bạch tố trinh hứa tiên lại một trận buồn cười rất nhanh hứa sĩ lâm hơn một tuổi đã có thể tự mình chập chững bước đi chẳng qua cả người bị hứa tiên nuôi thành cục thịt núc ních từ xa nhìn lại như một miếng thịt viên di động lúc này hứa tiên híp mắt nằm trên ghế phơi nắng trong viện còn hứa sĩ lâm vành mông nghịch rau trồng trên đất bạch tố trinh đi ra ngoài mua đồ ăn cho hứa tiên mà tiểu thanh lại đi tây hồ tìm con cua nhỏ rồi mặt trời ấm áp hứa tiên phơi nắng có chốt buồn ngủ mẹ, mẹ, nhìn cái này đi, con muốn cái này, bỗng nhiên giọng nói chưa dứt sữa của hứa sĩ lâm truyền đến trong tay hứa tiên. Muốn cái gì, hứa tiên híp mắt, thuận miệng hỏi. Muốn cái này, muốn cái này, cái này là của con. Hứa sĩ lâm hấp tấp chạy tới. Hứa tiên mở mắt, thấy rõ đồ trong ngực hứa sĩ lâm, há hốc mồm. Hứa sĩ lâm ôm trong ngực chính là một con bạch hồ ly nho nhỏ. Hồ ly cũng thôi đi, Vấn đề là con hồ ly này có 13 cái đuôi, là thiên hồ duy nhất trong thiên hạ rồi. Hứa sĩ lâm lung lay đi đến gần hứa tiên, mẹ, con muốn cái này. Cái này, hứa tiên khóe miệng co rút, hồ ly trong tay hứa sĩ lâm, không phải là hồ ly bình thường, mà là thiên hồ có 13 đuôi rất hiếm a à. Phẩm vị của nhi tử sao lại có thể cao như vậy chứ? Dường như, tất cả thần Phật đều rất quan tâm loại thiên hồ này rất nhiều thần Phật muốn bắt làm tỏa kỷ, vật cưỡi, của mình. Thiên hồ như tuyết trắng kia, rúc vào trong ngực hứa sĩ lâm, mở đôi mắt đen thật to long lanh ướt át nhìn hứa tiên. Mẹ, con muốn nuôi nó, có được hay không? Hứa sĩ lâm mở to đôi mắt lúng liếng, mong đợi nhìn hứa tiên. Hứa tiên còn có thể nói cái gì đây? Chờ bạch tố trinh trở lại, thấy trong ngực hứa sĩ lâm là thiên hồ, cũng sửng sốt. Đây là... Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ là con dâu tương lai của chúng ta. Hứa tiên nhích tới gần Bạch Tố Trinh, thấp giọng nói. Mới vừa rồi nàng len lén nhìn, là một con hồ ly cái. Nuôi dưỡng gì gì kia, trước giờ vẫn rất dễ sinh tình mà. Bạch Tố Trinh giật giật khóe miệng, hết chỗ nói rồi. Một năm sau, hứa sĩ Lâm bị vứt tới nhà hứa Kiều Dung. Hắn mang theo Tiểu Thiên Hồ cùng Lý Bích Liên làm bạn. Mà Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thì đi du sơn ngoạn thủy. Bên Tây Hồ, trên cầu đoạn, Tiểu Bạch còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hứa Tiên dựa vào Bạch Tố Trinh mỉm cười hỏi. Nhớ, Bạch Tố Trinh gật đầu. Ta nhớ huynh làm mưa khiến cho ta ướt sũng như chuột lột, cán ô còn đập lên mặt ta. Hứa Tiên nhớ tới chuyện trước kia, tức giận đưa tay nhau Bạch Tố Trinh một phát. Bạch Tố Trinh xấu hổ cười cười, đều là chuyện quá khứ rồi mà. Hừ, hứa tiên nghiêng đầu, không để ý tới Bạch Tố Trinh. Nương tử, vi phu sai rồi, Bạch Tố Trinh cầu xin tha thứ. Thôi bó qua, tha cho huynh, hứa tiên hừ hừ, đi mua cho ta hai sâu mất quả. Nàng muốn ăn cái kia, Bạch Tố Trinh không giải thích được. Không phải, là cho con cua nhỏ, hứa tiên nói. Nương tử chờ, vi phu đi một chút sẽ trở lại. Bạch Tố Trinh hiện tại đều coi hứa tiên là trung tâm. Đem hứa sĩ lâm ném vào nhà hứa kiểu dung cũng là chủ trương của hắn. Hắn nhạy bén cảm thấy, cái tiểu tử thúi kia mơ hồ có ý muốn cùng hắn đoạt hứa tiên. Loại sự tình này phải sớm một chút bóp nát. TNN, phát hiện muộn màng ha ha. Bạch Tố Trinh đi mua mất quả, hứa tiên tựa vào đầu cầu, xem phong cảnh, tâm tình thư sướng. Vừa lúc đó, bên tai truyền tới một giọng nói có chút run rẩy mang theo vui mừng hứa tiên thật sự là ngươi hử hứa tiên nghi ngờ quay đầu liền thấy một công tử hoa phục quý khí không phải là lương liên thì còn ai lương thiếu ra hứa tiên có chút kinh ngạc thật sự là ngươi lương liên nhìn người trước mắt trong lòng kích động đã lâu không gặp hứa tiên cười có chút ngượng ngùng đúng vậy à đã lâu không gặp Lương Liên đè nén vui mừng như điên trong lòng, sáng quắc nhìn Hứa Tiên. Nguyên tưởng rằng hắn đã quên được Hứa Tiên, xong, tư niệm lại càng ngày càng sâu. Hứa Tiên không biết nói cái gì cho phải, Lương Liên cũng trầm mặc. Một lúc lâu, Lương Liên mới ấp úng mở miệng, "Ngươi, sống vẫn tốt chứ?" Hứa Tiên chưa trả lời, thì đã có một cái tay ôm bả vai của nàng. Sau đó chán cảm thấy một mảnh mềm mại, mặt không chút thay đổi. Bạch Tố Trinh một tay ôm bả vai hứa tiên, một tay cầm hai sâu mất quả, cúi đầu hôn chán hứa tiên. Xong xuôi, không nói một lời ngừng đầu lạnh lùng nhìn lương liên. Cái cảnh tượng này, lạnh đến có chút quỷ dị. Cái gì gọi là chết ngay lập tức, đây chính là chết ngay lập tức. Lương liên sững sờ, kinh ngạc nhìn một màn này, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không nói được cái gì. Chẳng qua ánh mắt dần dần ảm đạm đi, tiên khổ thân, đến lúc yêu đờ si nữ nhân rồi thì đã muộn bằng ta ta rất khỏe hứa tiên có chút ngượng ngùng nói vậy là tốt rồi lương liên khổ sở cười cười vậy thì tốt bạch tố trinh lạnh lùng liếc mắt nhìn lương liên ôm hứa tiên xoay người rời đi lương liên đứng hình tại chỗ kinh ngạc nhìn bóng lưng hứa tiên tựa hồ qua thật lâu hắn mới phát ra một tiếng thở dài thật dài đưa mắt nhìn bóng lưng hai người biến mất thật lâu lúc này mới không cam lòng thu hồi ánh mắt. Hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh đi xa, răng rắc một tiếng, hai sâu mất quả trong tay Bạch Tố Trinh bị bóp gãy. Hứa tiên giật giật khóe miệng, dưa quang khóe mắt nhìn mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi, vừa bực mình vừa buồn cười nói, huynh đây là đang ghen sao? Bạch Tố Trinh mặt vẫn không chút thay đổi. Ta đối với hắn không có gì cả, hứa tiên bất đắc dĩ nói. Ta biết, Bạch Tố Trinh đờ đẫn phun ra mấy chữ, nhưng vẫn rất không thoải mái. Biết rồi còn trưng ra cái vẻ mặt này, thái độ này. Hứa tiên vô lực đỡ chán, cái tính này cũng quá trẻ con đi. Bất quá, mình chính là thích Tiểu Bạch như vậy. Hứa tiên cười, đầu tựa vào vai Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch, có ai nói với Huynh không, rằng Huynh rất dễ thương. Bạch Tố Trinh nghẹn hỏng, nhất thời câm nín. Hai vị thí chủ, thật là có duyên tiểu tăng xa xa liền gặp được mây đen che kín đầu hai vị thí chủ. Thứ cho tiểu tăng nói thẳng, hai vị thí chủ gần đây sợ là có chuyện gì không hài lòng sao? Nếu như hai vị thí chủ khẳng khái quyên ra một trăm lượng bạc tiền dầu đèn, tiểu tăng nhất định. Giọng nói quen thuộc rất đáng ăn đòn vang lên, TNN, bản tính khó rời mà mặt cười, ha. Pháp Hải, hứa tiền khẽ nghiêng đầu, liền thấy Pháp Hải trang phục ngăn nắp bí hiểm nhìn hai người áo cà sa so với trước kia còn lóe sáng hơn, kim bát trên tay so với trước kia cũng lớn hơn. Xem ra Pháp Hải gần đây làm ăn không tồi nha. Người không phải đã thành Phật rồi sao? Tại sao còn làm cái việc bôi cho chết chấu này? Hứa tiên rất độc miệng nói. Pháp Hải không bị ảnh hưởng chút nào, thừa dài trả lời, thần Phật đầy trời, trên trời hỗn loạn không tốt. Vẫn là làm trụ trì Kim Sơn tự tốt hơn, nhưng là gần đây kinh phí eo hẹp. Được rồi, không cần phải nói nữa. Hứa tiên một bộ vẻ mặt ta đều đã hiểu. Thật ra thì từ nghĩ xem, Pháp Hải cũng rất vô tội. Lúc trước hắn khắp nơi giúp đỡ mình và Tiểu Bạch, sau cũng bởi vì như Lai mới khó xử ra tay làm hại Tiểu Bạch. Pháp Hải than thở, hứa tiên đưa tay từ trong ngực chọn rồi lại chọn, móc ra một tờ ngân phiếu, đưa tới trước mặt Pháp Hải. Đa tạ thí chủ, Pháp Hải hai mắt sáng ngời, bận rộn nhận lấy, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay đem ngân phiếu giấu đi lúc này mới nghiêm nghị hành lễ với hứa tiên a di đà phật đi 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 đừng quấy rầy chúng ta hứa tiên phất tay xua xua pháp hải pháp hải cười híp mắt gật đầu vui sướng hài lòng đi qua một bên đợi pháp hải đi xa bạch tố trinh mới nói hắn làm hòa thượng thật đáng tiếc đúng vậy a à, hứa tiên cười gật đầu hắn lục căn chưa sạch ta còn thật muốn nhìn xem pháp hải có thể có người yêu hay không nữa. bạch tố trinh ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu xuất hiện hình ảnh pháp hải đầu chọc cùng người ta hoa tiền nguyệt hạ trước hoa dưới trăng, hình như chỉ chuyện hẹn hò. không tự chủ sợ run cả người, tại sao cảm thấy có chút lạnh a? À? mất quả bị huynh bóp nát rồi, hứa tiên nhỏ giọng kháng nghị. thôi, tiểu thanh sẽ mua cho con cua nhỏ. bạch tố trinh thản nhiên nói, chúng ta đi thôi nàng không phải là muốn ăn hết tất cả thức ăn ngon trong thiên hạ sao ừ hứa tiên trọng trọng gật đầu vậy chúng ta đi thôi từ đó thiên thượng nhân gian vĩnh viễn không chia lìa phiên ngoại một văn sương tinh biết rõ phía trước không có đường huynh còn muốn đi tiếp văn khúc tinh đứng chắp tay ở chỗ cao nhất trên thiên huyền cung nhìn về đám mây phía trước nhẹ nhàng than thở văn xương tinh đứng bên cạnh hắn khẽ híp híp cặp mắt mị hoặc đào hoa kia cười khẽ một tiếng chưa đi qua làm sao biết không có đường đối với huynh mà nói nàng đáng giá để huynh chịu khổ luân hồi nhiều như vậy sao văn khúc tinh cau mày hơn nữa có tìm được nàng hay không còn chưa biết nàng trung quy cũng sẽ quay về huynh ở đây đợi nàng không tốt sao huynh không hiểu nàng trả giá nhiều như vậy là ta phụ bạc nàng Văn Sương Tinh khẽ mỉm cười, trong tươi cười lại mang theo chút khổ sở, xoay người ngồi xuống bên bàn bạch ngọc, bưng chén rượu lên, uống cùng ta một chén không? Huê A, à, Văn Khúc Tinh nhẹ nhàng than thở, cũng giơ chén rượu lên, đã như vậy, ta chờ huynh trở về. Văn Sương Tinh cười cười, không nói gì, ngửa đầu uống cạn. Sau đó, Văn Sương Tinh hạ phàm, Văn Khúc Tinh liền một khoảng thời gian dài không có bạn rượu. Chấm. Hôm nay, gió lớn, Văn Khúc Tinh có chút không yên ngồi ở bên hồ sát núi dưới Trần Gian. Trong đầu hắn liên tục hồi tưởng đến cuộc đời của Văn Sương Tinh. Một chữ tình, rốt cuộc là gì? Tiểu tỷ nữ kia, thật đáng giá để Văn Sương Tinh cái gì cũng không đếm xỉa sao? Nỗi khổ luân hồi, sao ung dung tự tại bằng trên trời? Không hiểu, thật không thể hiểu được rốt cuộc Văn Sương Tinh nghĩ cái gì. Văn Khúc Tinh nhẹ nhàng than thở, hai tay ôm đầu trực tiếp nằm trên cỏ bên hồ nhìn trời xanh mây trắng khẽ quay đầu lại thấy trong bụi cỏ có động tĩnh rất khẽ có cái gì ẩn núp trong đó ra đi văn khúc tinh nhàn nhạt, nhạt nói một câu bụi cỏ càng lay động văn khúc tinh cũng không vội chỉ bình tĩnh nhìn phía đó một hồi lâu sau có một con tiểu hồ ly trắng muốt rụt rè từ trong bụi cỏ chui ra toàn thân tuyết trắng không có một sợi lông tạp sắc nào. Đôi mắt to đen lúng liếng có chút sợ hãi nhìn văn khúc tinh. Ở phía sau tiểu hồ ly có năm cái đuôi. Nha, nhóc con, đừng sợ. Văn khúc tinh vừa thấy là một tiểu hồ ly đáng yêu như thế. Trên mặt không khỏi nở nụ cười nhẹ nhẹ. Ngồi dậy, nói với tiểu hồ ly, tới đây, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Văn khúc tinh không ngờ lại gặp được một con hồ ly ở chỗ này như vậy xem ra tu vi của tiểu hồ ly này cũng không cao lắm, chỉ có 5 đuôi. Đợi khi nàng tu thành 7 đuôi, thậm chí 9 đuôi, thì dĩ nhiên sẽ không còn e sợ mình như hôm nay nữa. Tiểu hồ ly nhìn văn khúc tinh vươn tay ra, do dự, chân lông xù bước ra một bước, rồi lại thụt về. Văn khúc tinh thấy thế, nét cười trên mặt lại càng sâu, nói, ta lớn lên rất xấu sao. Sợ ta như vậy. Tiểu hồ ly nghiêm đầu, nhìn vân khúc tinh trong lòng thầm nói không người tuyệt không xấu người rất dễ nhìn rất dễ nhìn tiên đáng yêu quá à giống tiểu bạch thỏ hơn là hồ ly ý bỗng nhiên sắc mặt vân khúc tinh đột nhiên thay đổi bất thình lình đứng dậy bồ nhào về phía tiểu hồ ly đem tiểu hồ ly bảo hộ vào trong ngực xoay tại chỗ một vòng nơi tiểu hồ ly vừa mới đứng ngơ ngẩn trong nháy mắt bị thiêu rụi không khí chung quanh cũng cực nóng một luồng gió nóng đánh tới. Văn khúc tinh khiếp sợ nhìn sinh vật mới xuất hiện trước mắt, thượng cổ hung thú, thu giữ ngàn xưa, xích diễm kim nghe, một. Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Văn khúc tinh kinh hãi không thôi. Tiểu hồ ly cũng biết được thu giữ trước mắt rất lợi hại, núp ở trong ngực văn khúc tinh rét run. Văn khúc tinh vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tiểu hồ ly, thấp giọng nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi tiểu hồ ly cúi đầu ô ô hai tiếng móng vuốt nhỏ gãi gãi trên cánh tay văn khúc tinh văn khúc tinh mặc dù nói thế nhưng trong lòng lại không được như vậy trước mặt cũng không phải là yêu tinh quỷ quái gì mà là thượng cổ thú dữ sức nóng thiêu đốt hung diễm của nó có thể làm hàng ngàn dặm đất khô cằn làm cho lòng người run sợ lỗ mũi xích diễm kim nghe phun khí nóng rực nhìn tiểu hồ ly trong ngực văn khúc tinh trước mắt bỗng nhiên miệng lớn há to một đoàn lửa cực nóng đánh về phía Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh vội vàng phất tay xuất ra một kết giới, không ngờ kết giới vừa chạm tới ngọn lửa xích diễm Kim nghe phóng ra liền tan đi trong nháy mắt. Văn Khúc Tinh kinh hãi, móc ra một chục cuốn bằng ngọc, ném lên không trung, chục cuốn nhanh chóng mở ra, hóa thành một cuốn sách thật dài, đánh úp về phía xích diễm Kim nghe, đem nó vây ở bên trong. Nhiệt độ xung quanh hơi hạ xuống, Văn Khúc Tinh còn chưa kịp thở thì lại nghe tiếng xích diễm kim nghi nổi giận gầm thét trục cuốn dài hóa thành từng sợi tơ mảnh tiêu tán trong không trung thấy thế văn khúc tinh hoảng hốt cũng không ham chiến nữa ôm tiểu hồ ly định cưỡi mây chạy trốn mà xích diễm kim nghe kia thấy con mồi trước mắt chạy trốn gầm lên một tiếng liền đuổi theo há mồm phun ra một đoàn lửa nóng vô cùng hung diễm văn khúc tinh cau mày hắn lập tức cảm giác được phía sau trở nên nóng rực vô cùng tiểu hồ ly nôn nóng dùng miệng cắn cắn ống tay áo của văn khúc tinh nhưng cũng không có biện pháp tên xấu xí kia đứng lại một tiếng kêu khẽ ngay sau đó một cỗ lực lượng đánh tan cảm giác cực nóng phía sau văn khúc tinh văn khúc tinh sửng sốt cưỡi mây bay đứng giữa không trung nhưng lại nhìn thấy một nữ tử mặc áo phấn hồng đứng ở trước mặt mắt phượng mày ngài tóc đen thật dài tung bay theo gió trên tay có một sợi tơ màu trắng bên hông một đôi chuông lục lạc màu vàng, vừa động liền phát ra tiếng đinh đinh đang đang giòn vang, rất dễ nghe. Thật là một giai nhân xuất trần thoát tục. Xích diễm kim nghe giận dữ, cái nữ tử loài người này cũng không phải thần Phật, chỉ là một người phàm tu hành bình thường, mà lại dám xuất thủ cả nó. Hơn nữa còn xuất khẩu cuồng ngôn, phát ngôn bừa bãi, dám gọi nó là tên xấu xí. Giống, xích diễm kim nghe giống lên giận dữ, thay đổi phương hướng, đánh về phía nữ tử áo phấn. Còn do dự cái gì? Mau đi, nữ tử áo phân hướng phía văn khúc tinh hét to một tiếng, sợi tơ trên tay nhanh chóng bay múa, đánh về phía xích diễm kim nghe đang nổi giận. Văn khúc tinh sao chịu rời đi một mình, bỏ lại nữ tử này gặp nguy hiểm. Hắn nhìn ra, nữ tử này mặc dù khí thế mười phần, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của xích diễm kim nghe. Thấy văn khúc tinh do dự, nữ tử áo phấn nóng này nếu ngươi không đi chúng ta sẽ chết hết đó ngươi lập tức trở về tìm viện binh có lẽ còn có thể cứu ta một mạng ta thì không có cứu binh để mang tới đâu nữ tử nói đến câu cuối cùng còn có chút mùi vị chiêu tức văn khúc tinh sau khi nghe xong hiểu được nếu còn trần trừ hai người sẽ phải táng thân ở nơi này nên cũng không cứng đầu nữa vội vàng nói với nữ tử áo phấn cô nương cố gắng trông đỡ một lát ta rất nhanh sẽ trở lại. Nữ tử áo phấn cật lực đấu liên tục cùng xích diễm kim nghe, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì nói, được. Ta chờ ngươi, đồng thời chuông vàng bên hông cũng thanh thúy kêu linh linh rất dễ nghe, tạo nên cảm giác thực kỳ diệu khó tả. Văn khúc tinh không chỉ hoãn nữa, vội vàng về trời, quên mất trong ngực còn đang ôm một tiểu hủ ly. Đợi đến lúc văn khúc tinh mời nhị lang thần, Na cha cùng thác tháp lý thiên vương tới, thì đâu còn thấy bóng dáng cô gái áo phấn. Trên mảnh đất khô cằn, xích diễm kim nghe híp mắt giống như đang nghỉ ngơi. Vì cô nương kia đâu, văn khúc tình trợn tròn mắt đến sắp nứt ra, vội vàng lo lắng hỏi, biết rõ vấn đề này sẽ không có ai trả lời hắn, nhưng hắn vẫn hỏi. Xích diễm kim nghe còn đây, vậy kết cục của nữ tử áo phấn kia, còn phải hỏi sao? Xích diễm kim nghe bập miệng, Hoàn toàn không coi đám người nhị lang thần ra gì, gầm nhẹ một tiếng liền xông lên. Kết quả cuối cùng, đoàn người nhị lang thần thắng thảm. Văn Khúc Tinh hồn bay phách lạc, đứng ở một chỗ trên mảnh đất cằn, cầm trên tay một đôi chuông. Chuông này chính là chuông treo bên hông nữ tử áo phấn kia. Tiểu hồ ly đứng bên chân Văn Khúc Tinh, yên lặng nhìn hắn. Sao vậy, nhị lang thần rất là chật vật, tóc mai bên tai cũng bị thiêu rụi rồi thấy bộ dạng văn khúc tinh thất hồn lạc phách, không yên tâm hỏi. Lại nhìn chuông vàng trong tay văn khúc tinh, giọng nói kinh ngạc kỳ lạ, hỏi, đây là pháp khí ở đâu tới? Mà lại cùng một thể với chủ nhân. Văn khúc tinh sửng sốt nhìn chuông vàng trong tay, vừa muốn nói gì đó, thì chuông vàng bỗng nhiên biến thành phấn vụn, gió thổi qua, liền tan theo làn gió, không tìm lại được nữa. Sắc mặt văn khúc tinh đại biến, lời nhị lang thần mới nói vừa rồi, đã nói rõ tất cả pháp khí này cùng chủ nhân là một thể mà bây giờ pháp khí hóa thành cho bụi vậy chủ nhân hồn phi phách tán văn khúc tinh chán nản nắm chặt quả đấm chậm rãi xoay người cưỡi mây bay đi tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn bóng dáng vân khúc tinh giống như đem bóng hình đó khắc vào trong tâm khảm một lúc lâu sau mới rời đi vân khúc tinh làm sao vậy nà cha lúc này cũng chật vật không chịu nổi đến gần Hỏi Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần khẽ nhíu mày, có lẽ có liên quan tới chủ nhân của đôi chuông vàng kia. Hứ, tình với trả yêu, thật là phiền toái, Na Cha biểu môi, văn khúc tinh mới vừa rồi chính là gọi vị cô nương kia, cái này đã nói rõ tất cả rồi. Ngươi, đứa con bất hiếu này, cái gì mà tình yêu là phiền toái, tìm con dâu cho ta lại khó như vậy sao? Thác Tháp Lý Thiên Vương vừa nghe lời Na Cha nói, liền bộc phát. Mặt na cha biến sắc, thu hồi hỏa tiêm thương, đạp lên phong hỏa luân, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, nhị ca, ta mót quá rồi, đi trước một bước. Mót quá cái rắm người đứa con bất hiếu này, thác tháp lý thiên vương ở phía sau giống to không nhịn được nói tục, người cái đứa con bất hiếu vô liêm sỉ, lần nào cũng đều lấy cớ giống nhau. Người không biết còn tưởng ngươi gì gì kia không được na cha trong đám mây lảo đảo một cái thiếu chốt nữa té khỏi mây nghĩ thầm sau này nhất định phải lấy cớ khác không nói tới chuyện nhị lang thần ở bên này thu xếp thỏa đáng văn khúc tinh hồn bay phách lạc trở về thiên quyền cung cả ngày hồn vía lên mây sau lại đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng chạy đến địa phù cha tới cha lui nhưng không có hồn phách của nữ tử áo phấn kia tìm ti tì mệnh tinh quân cũng không có cách nào cha được nàng lúc này đây nữ tử áo phấn kia đã in thật sâu vào trong tâm văn khúc tinh trong thiên quyền cung yên tĩnh văn khúc tinh lại bất chi bất giác nhớ tới cái nhăn mặt nụ cười của nữ tử ngày hôm đó còn có câu cuối cùng của nàng được ta chờ ngươi nhưng là nàng lại không chờ được tới khi mình tới đêm lạnh như nước văn khúc tinh ngồi một mình ở chỗ cao nhất thiên quyền cung trên tay cầm chiếc ly bạch ngọc lạnh như băng bỗng nhiên nâng chén cười khổ, hướng về khoảng không không một bóng người trước mắt, chậm rãi nói, văn xương tinh, ta nghĩ, ta rốt cuộc đã hiểu được cảm thụ của huynh rồi. Hiểu, đã hiểu, nhưng chưa kịp có đã liền mất đi. Một chữ tình, bầu trời xa xa, chỉ còn lại tiếng thờ dài yếu ớt. Chấm chấm, nhiều năm sau này, văn khúc tinh than nhẹ, năm đó nàng không chờ được đến khi mình tới, cho nên, cuộc đời này đành vô duyên đi. 1. Xích Diễm Kim nghe Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Phiên ngoại 2. Mẫu thân, bế bế, mặt bạch tố trinh đen lại, nhìn cục thịt nho nhỏ đang ôm chân hứa tiên kia. Hắn và hứa tiên trở về Trấn Giang vừa ngồi xuống, hứa sĩ lâm 2 tuổi đã liền bổ nhào tới, không thèm nhìn cái kẻ làm cha là hắn đây, trong mắt chỉ có hứa tiên. Cục thịt nho nhỏ hứa sĩ lâm còn chưa đợi hứa tiên đưa tay bế, đã tự mình theo chân hứa tiên, bỏ lên trên đầu gối của nàng, sau đó cũng không thèm nhìn tới cái mặt đen đến sắp nhỏ ra nước của Bạch Tố Trinh, bẹp một ngụm hôn lên mặt hứa tiên. Tiểu sĩ Lâm, ngoan, hứa tiên cao hứng đưa tay ôm hứa sĩ Lâm, cũng hôn một cái lên mặt thằng bé, khi cha mẹ không ở đây có ngoan nghe lời, biết điều hay không? Có à, có à, hứa sĩ Lâm gật gật cái đầu nhỏ, rất thành thật trả lời, mẫu thân bây giờ hai người muốn đi đâu thế cho con đi với nha không được bạch tố trinh không hề nghĩ ngợi hứa tiên chưa kịp mở miệng hắn đã cự tuyệt trước tại sao hứa sĩ lâm tức giận nhìn bạch tố trinh con còn nhỏ bạch tố trinh tiếp tục dùng cái cớ này để cự tuyệt con không còn nhỏ nữa hứa sĩ lâm nhìn chằm chằm bạch tố trinh con đã là nam tử hán rồi hóa ra nam tử hán lại muốn nép trong ngực mẫu thân mặt bạch tố trinh không chút thay đổi nhàn nhạt, nhạt nói một câu trong nháy mắt xuyên trúng hứa sĩ lâm hứa sĩ lâm bĩu môi xoay người chôn đầu trong ngực hứa tiên oa oa khóc lên vừa khóc vừa gào thét mẫu thân cha bắt nạt con tiểu bạch hứa tiên nhìn chằm chằm bạch tố trinh nổi giận bạch tố trinh bình tĩnh quay đầu nhìn về phía cây ngoài cửa sổ thật giống như phong cảnh bên ngoài vô cùng hấp dẫn Hứa Kiều Dung buồn cười nhìn một nhà trung đụng, mà cách thức ở trung này chính là vẫn kéo dài suốt hơn nhiều năm sau nay. Đảo mắt, đã 20 năm trôi qua. Mưa bụi lất phất giống như nối liền trời đất lại thành một, người đi trên đường dối rít chú mưa. Mà trên cầu đoạn ở Tây Hồ, có một đôi bích nhân, ý chỉ người đẹp, lặng lặng đứng, trông phù phiếm hư ảo mà rung động mặt hồ. Nam tử toàn thân bạch y chính là một Mỹ Nam, giúp trong ngực hắn là một nữ tử yêu kiều thanh tú hai người đứng ở trong mưa xung quanh có chút mơ hồ càng làm lộ vẻ xuất trần phiêu giật hai người này chính là bạch tố trinh và hứa tiên ai không biết khi nào mới có thể thấy tiểu dết thành thân đây ngao thanh lúc nào mới thành niên a à? hứa tiên than thở qua một trăm năm nữa đi bạch tố trinh không tập trung đáp lại tâm tư của hắn giờ đây không ở tại chỗ này hắn hiện tại phiền nguyên nhân không phải ai khác, mà chính là nhi tử của hắn và hứa tiên hứa sĩ lâm. Gần đây hứa sĩ lâm đúng là âm hồn bất tán xuất hiện giữa hai người bọn họ, phá hư không gian của họ. TNN, ha còn đâu tiểu bạch cười ngây ngô ôm nhi tử nữa đây bằng, hát đúng là hận ca được muốn ném đi mà bằng. Thật lâu nha, ai, hứa tiên tiếp tục than. Hay là trước hết để ý tới hôn sự của nhi tử trước đi. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói một câu như vậy. Nha, cũng đúng, nhi tử cũng đã 20 tuổi rồi. Hứa Tiên có chút cảm thán, thời gian trôi qua thật là nhanh nha. 20 năm, thực ra đối với thần tiên mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt. Hứa Sĩ Lâm bây giờ đã lớn lên, mà Hứa Tiên vẫn là bộ dáng thanh xuân trước đây. Nhìn bề ngoài, Hứa Sĩ Lâm so với người làm mẫu thân như nàng còn có vẻ lớn tuổi hơn, trong lòng vẫn là cảm thấy là lạ. Bạch Tố Trinh thì lại mím miệng trong lòng khó chịu. Trong 20 năm này, hứa sĩ lâm càng lúc càng lớn, càng ngày càng thích đoạt hứa tiên với hắn. Cả ngày dính ở bên cạnh hứa tiên, hận không được treo luôn trên người nàng, thật là đáng ghét. Mẹ, bỗng nhiên, trong màn mưa truyền tới một giọng nói ôn hòa. Sĩ lâm, sao con lại tới đây? Hứa tiên quay đầu, nhìn hứa sĩ lâm đang chậm rãi đi tới. Hứa sĩ lâm đã lớn thành một công tử văn nhã rồi khí trời hơi lạnh con tới đón mẹ về hứa sĩ lâm cười đến ôn nhuận như ngọc phong thái toàn thân không khác văn khúc tinh năm đó chút nào thành tiên còn có thể sợ lạnh sao bạch tố trinh ôm chặt hứa tiên híp mắt nhìn hứa sĩ lâm vẫn biết mẹ không sợ lạnh nhưng đây là tấm lòng của con hứa sĩ lâm cười ôn hòa hai cha con nhìn nhau hứa tiên đột nhiên cảm nhận được nơi hai ánh mắt chạm nhau có cảm giác sấm sét vang dội là giác quan của mình bị hỏng sao? Pháp thuật dạy con ngày hôm trước thế nào rồi? Bạch Tố Trinh bày ra bộ người cha nghiêm khắc. Đã thuần thục rồi, hứa sĩ Lâm đáp. Tù vi bây giờ của hứa sĩ Lâm không thể coi thường. Mà con thiên hồ 13 đôi kia đã trở thành vật cưỡi của hắn, làm bạn bên người hắn. Giờ phút này chính là tiểu hồ ly tuyết trắng đứng trên vai hắn. Nhưng khiến hứa tiên không tin được chính là thiên hồ này chưa bao giờ biến thành hình người cho nên ai cũng chưa từng thấy hình người của nàng hứa sĩ lâm theo ánh mắt của hứa tiên nhìn về phía thiên hồ đang đứng trên vai mình cũng nghi ngờ hỏi làm sao vậy mẹ tiểu tuyết có vấn đề gì sao tiểu tuyết là tên hứa sĩ lâm đặt cho thiên hồ mẹ đang nghĩ hình người của tiểu tuyết sẽ trông thế nào đây hẳn là mỹ nữ đi nếu là mỹ nữ thì tốt làm con dâu ta luôn hứa tiên cười nửa giả nửa thật nói mẹ hứa sĩ lâm cầm nín rồi thật sao ai ngờ lời hứa tiên vừa dứt miệng thiên hồ liền phun ra tiếng người giọng nói tràn đầy mừng rỡ ba người nhà hứa tiên sừng sốt còn chưa kịp để mọi người lấy lại tinh thần thì thiên hồ đã nhảy xuống khỏi vai hứa sĩ lâm đứng trên mặt đất trực tiếp hóa thành hình người thật là một mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm a à, lông mày tinh tế cùng đôi mắt to câu hồn môi anh đào tiên diễm ướt át cằm nhọn xinh đẹp vóc người lại càng bốc lửa một thân bạch y trên người nàng liền mang thêm mùi vị khiêu gợi thật sao lời ngài vừa nói chính là thật sao giọng nói của tiểu tuyết cũng là vô cùng mị hoặc không hổ là hồ tộc ngay cả giọng cũng mê người như thế a à, nha hứa tiên lúc này mới hoàn hồn híp mắt cười nhìn hứa sĩ lâm đương nhiên là thật rồi vốn hứa tiên cũng định đem thiên hồ làm con dâu nhưng khổ nỗi mấy năm nay thiên hồ vẫn không chịu để lộ hình dạng con người mẹ mẹ nói cái gì vậy a à? hứa sĩ lâm khẽ nhíu mày làm sao có thể tùy tiện quyết định hôn sự của con như vậy hơn nữa con cùng tiểu tuyết không phải như mẫu thân nghĩ đâu không phải thế nào hứa tiên cười đến hai mắt híp lại thành một đường con phải chịu trách nhiệm bỗng nhiên bạch tố trinh nãy giờ không nói chuyện lại nhàn nhạt phun ra một câu như vậy cha trách nhiệm gì chứ Hứa sĩ lâm cau mày, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm xấu. Còn mỗi ngày đều cưỡi tiểu tuyết, Bạch Tố Trinh nói một câu làm hứa tiên trực tiếp sặc nước miếng. Hứa tiên ho một hồi lâu, sau khi xác định mình sẽ không bị nước miếng làm sặc chết, mới quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi, sâu sắc cảm thấy vẫn là tiểu bạch nhà mình mạnh mẽ. Mặt hứa sĩ lâm kinh biến, tiểu tuyết cũng là vẻ mặt hiểu ra cùng bộ dáng cao hứng không thể nói vậy người không biết nghe thấy sẽ hiểu lầm đó hứa sĩ lâm lúc nào cũng giỏi ăn nói bây giờ lại lắp ba lắp bắp huynh phải chịu trách nhiệm huynh vẫn luôn cưỡi ta có khi buổi tối cũng cưỡi nữa tiểu tuyết lấy chân lý của bạch tố trinh trọn vẹn phát huy từ một suy si ba nói càng lúc càng mập mờ không giống nhau đừng đừng nói nhảm hứa sĩ lâm ấp a à, ấp ốm hồi lâu mới nghẹn ra được một câu gọi cha mẹ bạch tố trinh rất bình tĩnh nói tnn nhanh gọn nhẹ há bằng mặt cười tiểu tuyết rất biết nghe lời ngọt ngào hướng bạch tố trinh và hứa tiên kêu cha mẹ thật là một cái gọi giòn vang a à. vẻ mặt hứa sĩ lâm lúc này hệt như bị táo bón còn hứa tiên thì cười đến sắp co giật lực sát thương của tiểu bạch nhà mình quả nhiên rất mãnh liệt làm nhi tử đáng yêu chết ngay lập tức thật là không yên Cả ngày không biết cùng nhi tử mình ăn cây giấm gì nữa. Cứ như thế, qua một thời gian ngắn thì tiến hành hôn sự. Bạch Tố Trinh nói xong, không để ý hứa sĩ lâm nữa, ôm eo hứa tiên, trực tiếp ẩn thân, biến mất. Hứa sĩ lâm há hốc mồm, nhìn cây cầu không có một bóng người. Lần này, hắn lại thua hoàn toàn. TNN, chẹp, tội nghiệp anh. Bạch Tố Trinh mang theo hứa tiên bay lên trời, xuyên qua đám mây một mảnh trời quang trước mắt. Hứa tiên đứng trên mây, quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh, nhớn mi nói, tâm tình huynh hình như rất tốt. Bạch Tố Trinh nhìn hứa tiên, có rõ ràng như vậy sao? Rất rõ ràng, hứa tiên thành thật gật đầu. Bạch Tố Trinh sờ sờ cầm mình, đang muốn nói gì, thì phía trước chuyển tới tiếng dương thiền kêu to. Ánh mắt Bạch Tố Trinh trong nháy mắt trầm xuống. Hứa tiên, hứa tiên, dương thiền chạy tới, mặt mày hớn hở dương thiên sư phủ có chuyện tốt gì sao hứa tiên cười hỏi hứa tiên ta đã quyết định ta cũng muốn hạ phàm ta cũng muốn làm người phàm một lần dương thiên cười hì hì nói làm sao bỗng nhiên lại có ý nghĩ này hứa tiên rất là nghi hoặc gần đây quá nhàm chán ta cũng muốn xuống học hỏi một chút dương thiên bĩu môi nói bạch tố trinh thì lại đang tính toán xem có nên đi tìm ti tì mệnh tinh quân chờ Dương Thiền Hạ phàm xong cho nàng một chút khó khăn hay không? Ta phải đi đây, nhị ca đang đuổi theo phía sau đó. Ta đi trước, Dương Thiền nói xong liền vội vã chạy. Sau khi Dương Thiền chạy mất dạng, nhị lang thần xuất hiện. Hứa tiên và bạch tố trinh hành lễ với nhị lang thần, nhị lang hoàn lễ xong hỏi, có thấy Dương Thiền đến không? Dương Thiền sư phụ vừa mới đi qua, hứa tiên nói, ai, tôi, chiều theo nàng vậy nhị lang thần than thở không đuổi theo nữa hứa tiên thì lại nghĩ lần này dương thiền hạ phàm có thể hoàn thành đoạn nhân duyên kia hay không trầm hương có thể ra đời sao nhị lang thần ngươi ở đây làm gì bỗng nhiên một giọng nói xa lạ truyền tới tai mọi người hứa tiên quay đầu liền nhìn thấy một nam tử tuấn lãng mặc hoàng kim giáp đầu đội kim quan phượng hoàng màu tím chân đạp trên hai đám mây màu ngó sen hai mắt màu vàng rực óng ánh. Quầy, quầy, hứa tiên kích động nhìn nam tử trước mắt, nam tử anh Tuấn này, là tôn ngộ không sao, là hắn sao, thần tượng của nàng một là nhị lang thần, hai chính là tôn ngộ không đó. TNN, nhân vật kinh điển đã lên sàn bằng. À, không có gì, ta đang cùng đồ đệ nói chuyện phiếm thôi. Nhị lang thần tùy ý đáp. Đồ đệ ngươi, ai thế, là tiểu bạch xà kia sao? Tôn Ngộ không quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, vừa nhìn vừa gật đầu, cũng không tồi nha. Dứt lời, lại nhìn sang hứa tiên. Người chính là giọt máu trong tim Như Lai, sau đó khiến cho lão giả Như Lai kia phải cam chịu, hứa tiên sao? Tôn Ngộ không hai mắt sáng lên đánh ra hứa tiên, tâm tình dường như rất tốt. Đại khái, đúng là vậy, hứa tiên gật đầu, đầu tiên là không rõ tại sao hai mắt tôn ngộ không lại sáng lên kinh người như thế sau đó bỗng nhiên hiểu ra như lai từng khiến tôn mộ không phải cam chịu bây giờ nàng lại khiến như lai phải cam chịu cho nên tôn mộ không nhìn nàng thuận mắt cũng là lẽ thường nha Người đang định đi đâu vậy nhị lang thần trông như tùy ý hỏi sẽ không phải là lại bị tử hà đánh đuổi ra khỏi cửa chứ nói hiu nói vượn gì đó tôn mộ không thoạt nhìn giống như bị dẫm phải đuôi tóc dựng đứng lên rồi bằng từ hà mà dám đánh ta sao đây là ta ra ngoài giải sầu. Thật sao, nhị lang thần nghi ngờ, cau mày. Hứa tiên hé miệng, đang muốn nói gì đó, thì Bạch Tố Trinh lại ôm chặt hứa tiên, ngăn cản động tác của nàng. Dĩ nhiên, tôn ngộ không lắc lắc đầu, tiêu sai nói, làm nam nhân, sao có thể để nữ nhân cưỡi lên đầu lên cổ được. Tử Hà còn không phải là biết điều nghe lời ta sao? Nếu nàng không nghe lời, ta liền. Người liền cái gì? phía sau tôn mộ không truyền đến một giọng nói âm hiểm. Tôn mộ không mãnh liệt run run, sắc mặt đại biến, sau đó cả người cứng đờ, làm sao cũng không dám quay đầu lại. Quán hận chừng mắt lườm nhị lang thần, hắn bây giờ đã hiểu được những lời vừa rồi của nhị lang thần là có ý gì rồi. Mang lòng đào bẫy chờ mình nhảy đây mà. Hứa tiên sớm đã nhìn thấy nữ tử xinh đẹp xuất hiện phía sau tôn mộ không kia, nàng ấy vừa nghe được lời tôn mộ không thì liền mang bộ mặt muốn ăn thịt người tnn thịt khỉ chứ tỉ sao hắc hắc sao nên hứa tiên đương nhiên hiểu được thân phận của nàng nói vậy nàng chính là từ hà tiên tử rồi vốn nghĩ muốn nhắc nhở thần tượng tôn mộ không của mình ai ngờ tiểu bạch lại ngăn lại nương tử vi phu mới vừa rồi cái gì cũng không có nói a à. đào ở hoa quả sơn đã chín vi phu đang muốn đi hái mấy quả cho nàng bây giờ cũng nên đi rồi. Tôn ngộ không cũng không dám quay đầu lại, run run nói xong câu này, liền chạy chối chết. Người đứng lại đó cho ta, con khỉ đáng chết này. Tử hà ở phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo. Nhị lang thần nhún nhún vai, rất là xót xa than thở, sai rồi lại sai. Quả thật là cực kỳ sai, giọng điệu bạch tố trinh rất là bình thản. Nhìn tôn ngộ không bị từ hà đuổi kịp, sau đó đánh thành đầu bánh bao, Hứa Tiên đảo cặp mắt trắng dã, đột nhiên cảm thấy Nhị Lang Thần nhìn chúng tiểu bạch nhà mình cũng không phải là không có lý. Hai người này căn bản là cá mè một lứa, đều là phúc hắc đấy nha. Hơn nữa, Hứa Tiên hướng gió rơi lệ, hình ảnh thần tượng tiêu tan mất rồi a. À. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.